Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2. Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 2, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 tăng 6,1% so với tháng 1. Lạm phát có dấu hiệu giảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Trong mọi trường hợp, phải đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh. Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần bảo đảm tính thanh khoản, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tiền tệ, tập trung xây dựng thể chế, pháp luật và cơ chế chính sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Về lĩnh vực quốc phòng an ninh, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành kịp thời tham mưu chiến lược, sẵn sàng các biện pháp xử lý tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới. Chiều nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Và 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam 19 tháng 5 năm 2013, 19 tháng 5 năm 2023. Ghi sâu lời Bác, đoàn kết sáng tạo trên chặng đường đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 là chủ đề của đợt thi đua lần này. Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023, trong đó thi đua đột kích từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Theo đó, hàng tháng mỗi phòng ban, chuyên môn có ít nhất 3 chương trình được đánh giá chất lượng xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Các phòng ban khác nỗ lực mỗi tuần có ít nhất 1 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phấn đấu 100% phòng ban có clip ngắn chất lượng tốt, dự thi nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng truyền hình Quốc phòng Việt Nam và trung tâm có những tác phẩm xuất sắc tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2023 đạt giải cao. Cũng trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Lãnh đạo trung tâm đề nghị toàn bộ cán bộ nhân viên chiến sĩ người lao động quyết tâm phấn đấu, đạt và vượt các nội dung chỉ tiêu đã phát động. Tại lễ phát động, trung tâm đã trao tặng 13 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và 18 bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ. Theo thông tin từ Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2023, các học viện, nhà trường quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay để xét tuyển sinh Đại học Cao đẳng Quân sự. Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo Đại học Cao đẳng Quân sự phải qua sơ tuyển tại địa phương, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Năm nay, có 17 học viện, trường quân đội tuyển sinh đào tạo Đại học Quân sự và duy nhất một trường tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Quân sự là trường Sĩ quan Không quân, ngành Kỹ thuật Hàng không. Có 4 học viện trường tiếp tục tuyển thí sinh nữ, gồm Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự với chỉ tiêu phù hợp. Đặc biệt, năm nay ngành Dược, Học viện Quân y và ngành Tài chính, Học viện Hậu cần sẽ tuyển sinh trở lại. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và website các học viện, nhà trường quân đội. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng đã gửi tài liệu hỏi đáp về tuyển sinh vào đào tạo Đại học Cao đẳng Quân sự tại các trường quân đội tới hơn 5.000 trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên cả nước. Ngoài ra, thí sinh, phụ huynh quan tâm có thể tìm hiểu thông tin, quy trình, thời gian sơ tuyển, làm hồ sơ tại Ban chỉ huy quân sự các quận huyện, thị xã nơi cư trú. Hôm nay, ngày 3 tháng 3, kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng Toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, những năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân. Với phương châm, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã trở thành điểm tựa vững chắc, tin yêu cho đồng bào nơi biên giới. Luôn sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoạt động của đời sống. Có mặt kịp thời để giúp đỡ nhân dân trong hoạn nạn, giữa bão lũ thiên tai. Cũng bởi vậy, đồng bào các dân tộc cùng chính quyền các địa phương đã thực sự là hậu phương lớn để cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng
thêm yên tâm gắn bó thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biên giới, nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Mỗi bước chân của người chiến sĩ biên phòng trên dặm dài biên cương của Tổ quốc luôn có sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân. Khu biên dưới này là nó trọng điện, là chúng tôi sẽ cùng bộ đội biên phòng tiếp tù phối hợp tăng cường. Việc phối hợp cùng chính quyền các địa phương cử cán bộ tăng cường về các xã, giới thiệu đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn bản, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đặc biệt tổ chức triển khai rất nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, trong đó đặc biệt là nghị quyết 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới. Thông qua đó, trên địa bàn của 6 xã biên giới cũng đã tổ chức triển khai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, đặc biệt là làm tốt công tác tuần tra cột mốc ở các đường biên và tuần tra bảo vệ lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Biên phòng đã cử là cán bộ là tham gia, có đồng chí là tham gia bí thư, có đồng chí tham gia phó bí thư, có đồng chí là tham gia chủ tịch ở những cái xã đặc biệt là khó khăn, xã biên giới. Những đồng chí mà được tham gia giữ chức bí thư, phó bí thư, chủ tịch ấy, thì là cái xã mạnh. Khi cuộc sống của đồng bào no ấm thì biên cương mới vững vàng. Bởi vậy, cùng với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng đã triển khai hỗ trợ sinh kế cho nhân dân thoát nghèo bền vững. Nhiều diện tích đất trống đồi núi chọc đã trở nên chủ phú. Tình trạng người dân bỏ làng bản đi làm ăn xa đã giảm đi rất nhiều. Ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao. Hiện có trên 1.500 tổ tự quản, hơn 45.000 hộ gia đình và gần 94.000 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, cột mốc và công trình biên giới. Muốn huy động được sức mạnh tổng hợp trong quản lý bảo vệ biên giới thì Bộ đội Biên phòng phải làm mọi thứ để cho dân, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, tham gia củng cố, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở cùng với các địa phương chăm lo cho bà con, như là tích cực trong cái việc tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Với những kết quả rất tự hào trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và giúp nhân dân vùng biên cương phát triển kinh tế xã hội, Bộ đội Biên phòng luôn nhận được sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của nhân dân.